Xin chào các bác. Hôm nay cuối tuần rảnh rỗi nên mình có làm cái clip để giới thiệu với mọi người một vài cuốn sách y học hay. Hôm qua mình có qua nhà xuất bản y học để lấy sách giúp cho các bạn. Một vài bạn nhờ mình qua nhà xuất bản lấy sách giúp ấy. Đây là một cái túi đồ của một bạn. Bạn ấy nhờ mình lấy hộ hai cuốn sách, cuốn Atlas giải phẫu người, chú giải về trắc nghiệm năm 2014 do Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Mỹ Hạnh, nguyên trưởng bộ môn sinh lý Đại học Y Hà Nội, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, trưởng bộ môn giải phẫu Đại học Y Hà Nội cùng tham gia biên soạn. Thì cái cuốn sách này thì như các bạn nhìn thì nó vẫn còn nguyên tem và bao của nhà sản xuất, mình cũng không tiện bóc lắm mà mình sẽ nói qua cho các bạn về cái cuốn sách này. Clip sau mình sẽ bóc tem, mình sẽ cho các bạn thấy bên trong nó gồm những gì. Rồi hôm nay mình chỉ giới thiệu qua cuốn này thôi, mình muốn giới thiệu kỹ hơn về cái cuốn y học gia đình cơ. Cái cuốn Atlas giải phẫu người này thì như các bạn thấy, cuốn sách này được thực hiện không vì mục đích lợi nhuận với sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Các bạn có thể thấy là giá nó là 400.000. Các bạn đừng vội nghĩ nó là đắt, bởi vì cái chất lượng in nó rất là tốt và cái sách này nó rất nhiều màu, nó Atlas in rất nhiều màu nên cái tiền in nó rất là lớn, chứ không phải là giá nó đắt là do các thầy là vì lợi nhuận. Thì mình được biết là các thầy viết sách này, cái tiền nhuận bút các thứ là tiền viết sách rất là ít, chủ yếu các thầy viết để truyền đạt lại kiến thức cho sinh viên thôi. Như cuốn này thì các bạn rất là nên mua. Y1 thì học và ôn tập rất là tốt, kể cả các bạn mà tham gia ôn tập thi nội trú thì đọc cuốn này cũng rất là hay, bởi vì nhất là kể từ năm nay Y Hà Nội là tổ chức thi nội trú các môn cơ sở là thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn giải phẫu này là một trong số các môn được cho vào đề thi. Các bạn nên tìm mua cuốn này. Thật ra hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cuốn y học gia đình khá đồ sộ. Các bạn có thể nhìn qua bên ngoài cuốn y học gia đình nó đồ sộ, nó rất là dài. Phần lớn các bạn mà khi xem sách ấy, thì chỉ được biết là cái bìa ngoài như thế nào và giá ra làm sao, chứ không được biết là bên trong như nào. Mình cũng xem qua cái sách này xem nó như nào. Bên trong thì cuốn này thì hôm qua mình mua về mình đã xem khá là kỹ rồi. Cái chất lượng in và chất lượng giấy thì khá là tốt. Còn về nội dung của sách làm sao thì mình sẽ nói qua về cái cảm nhận của mình. Nhất là cái sách này nó là cái công trình chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập nhà xuất bản y học, nên sách này được trợ giá rất là nhiều. Cùng xem thành phần biên dịch xem ra làm sao. Thành phần biên dịch các bạn có thể thấy đối với các bạn sinh viên Y Hà Nội thì sẽ là khá quen thuộc. Thầy Nguyễn Văn Bàng bên bộ môn nhi, thầy bây giờ đang làm ở bên khoa nhi bệnh viện Bạch Mai, thầy Nguyễn Quang Bảy bộ môn nội tiết thì hiện đang là phó trưởng khoa nội tiết bệnh viện Bạch Mai, tiến sĩ Vương Tiến Hòa khá là quen thuộc với các bạn sinh viên. Bây giờ chúng ta cùng xem nội dung bên trong như nào, cùng xem cái mục lục nhé. Mục lục thì hôm qua mình đã đọc rồi, nó gồm rất là nhiều phần về sự phát triển ra đi của con người, cách tiếp cận một bệnh nhân và cách chăm sóc sức khỏe dựa vào những cái kiến thức cơ bản, cách nâng cao thể trạng sức khỏe, chăm sóc cho những người đi du lịch, những phụ nữ có thai, người già, trẻ em, trẻ vị thành niên, tức là chăm sóc người theo từng lứa tuổi, đề cập khá là hay. Ngoài ra còn đề cập đến các chuyên ngành về tâm thần, dị ứng, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh về tim mạch, mắt, hô hấp,
tai mũi họng, da liễu rất là nhiều, hầu như là chuyên ngành nào cũng được đề cập đến. Mới đầu thì khi mà các bạn nhờ mình mua cuốn sách này đấy, thì mình nghĩ là nó chỉ viết chung chung dành cho các bạn tìm hiểu về y học gia đình thôi, nhưng mà khi mình mua cuốn sách này về mình đọc thì mình thấy là nó viết rất là kỹ. Mình cùng thử xem một bài bất kỳ trong này nhé, xem có gì hay họ viết như nào. Ví dụ như mình lấy bài nhiễm virus đường hô hấp, trang 544 này. Đây, như các bạn thấy, một bài nhiễm virus đường hô hấp sẽ là bao nhiêu trang? 1 trang, 2 trang, 3 trang, 4 trang, 5 trang, 6 trang, 7 trang, 8 trang, 9 trang, 10 trang, 11, 13 trang. Với họ viết rất là kỹ, mới đầu là họ sẽ nêu lên dịch tễ của nhiễm virus đường hô hấp, nêu về các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, và họ còn nói đặc điểm của các từng loại virus riêng, ví dụ virus cúm, rhinovirus, coronavirus, arovirus và các loại virus khác khá là nhiều. Sau đó thì họ sẽ nêu cách biểu hiện bệnh, thì biểu hiện thông thường như nào, cách chẩn đoán ra làm sao, các biến chứng và di chứng, cách điều trị. Và sau đó thì họ sẽ nêu một vài cái bệnh thường gặp trong cái nhiễm virus, ví dụ như viêm tiểu phế quản, viêm họng herpes, viêm phế quản phổi, rất là nhiều. Nói chung là hôm qua mình đã đọc, mình thấy là họ viết rất là kỹ, khác hẳn với cái suy nghĩ ban đầu của mình là chỉ cung cấp những kiến thức chung chung dành cho mọi người. Thế nên là mình nghĩ là cái cuốn sách này rất là đáng để mua. Sách thì hiện được bán tại nhà xuất bản Y học, số 352, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Các bạn có thể qua đó mua hoặc là qua các đại lý cấp 1 của nhà xuất bản để mua. Và hiện tại thì mình cũng có đăng ký là một cộng tác với nhà xuất bản để mua sách cho các bạn. Thì các bạn cũng có thể đặt mua qua mình. Sách này thì giá nó là 260.000. Quá rẻ đối với một cuốn sách vô cùng đồ sộ như này, đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là cuốn sách này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn.